hút thuốc lá thì đây là một cái yếu tố ung thư phổi đã được nghiên cứu và đã được xác nhận rất là nhiều trên thế giới. Nên cái việc kết luận hút thuốc lá gây ung thư phổi nó không phải là cái vấn đề, nó không phải là cái câu hỏi nữa, mà nó là cái câu khẳng định. Do vậy người hút thuốc lá nên bỏ thuốc lá để giảm cái nguy cơ ung thư này, và giảm nguy cơ ung thư này cho chính mình và cho những người xung quanh mình, những người hút thuốc lá thụ động. Và cái việc hút thuốc lá nó ảnh hưởng tới phổi như thế nào thì các bạn có thể đọc một số bài ở trên Ruy Băng Tím, thì chúng tôi cũng đã phân tích rõ về lý do tại sao hút thuốc nó lại ảnh hưởng tới ung thư phổi, và cái ảnh hưởng cho tới những người xung quanh như thế nào, và cái tỷ lệ tử vong khi các bạn hút thuốc như thế nào, và các bạn bỏ thuốc càng sớm thì cái nguy cơ ung thư phổi của các bạn nó sẽ giảm sớm. Còn nếu các bạn cứ tiếp tục hút thì cái nguy cơ nó sẽ tích lũy dần. Mình nói chung hút thuốc hiện giờ đó là một cái thói quen xấu và đã được khẳng định nó là nguy cơ gây nên ung thư.